Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Thanh Di, tôi không thuộc cộng đồng LGBT. Thời gian gần đây, Thanh Duy nhận được nhiều sự chú ý của công chúng với hình ảnh Brad Queen, nghệ sĩ giả nữ. Anh cho hay đây là nhân vật Delila, một người phụ nữ ẩn sâu trong con người mình. Theo đó, nhiều khán giả thắc mắc rằng liệu đây có phải là cách anh công khai việc mình thuộc cộng đồng LGBT hay không? Chia sẻ với chúng tôi, nam ca sĩ đã thẳng thắn trả lời theo đó thanh duy cho hay tôi không thuộc cộng đồng lgbt nhưng khi nào cộng đồng cần thì mình sẽ xuất hiện có rất nhiều những câu hỏi mà mọi người đặt cho tôi khi bản thân mình theo đuổi nghệ thuật drag queen phần nhiều trong đó là cách nhìn nhận chưa đúng về môn nghệ thuật này thậm chí có người còn hỏi mình có ý định chuyển giới không thanh duy xin trả lời thẳng rằng mình không có vẫn muốn giữ hình tượng con trai cả về tâm lý lẫn sinh lý tôi tự tin về mình hoàn toàn là một quý ông đích thực Thanh Duy cũng không muốn mang chuyện giới tính ra để PA cho show hay gì khác. Mình đã làm việc cực kỳ vất vả và mong muốn được đón nhận theo đúng những khía cạnh nghệ thuật. Thanh Duy chỉ đơn thuần muốn giới thiệu đến cho công chúng về nghệ thuật, về crack cũng như một bản dạng giới đa dạng của người khác mà thôi. Nam ca sĩ cũng phủ nhận việc mình lấy giới tính để PA show sắp tới. Nam ca sĩ từng khiến công chúng thích thú với những hình ảnh cá tính và đậm chất riêng phong cách của nam ca sĩ thay đổi theo thời gian. Hình ảnh hiện tại hướng đến sự trưởng thành. Trước đó khi xuất hiện trước công chúng với hình ảnh của một người phụ nữ, Delila, Thanh Vi cũng nhận được nhiều câu hỏi. Liệu rằng anh có ý định chuyển giới trong tương lai hay không? Nam ca sĩ đã chia sẻ thẳng thắn rằng không có ý định chuyển giới. Với sự xuất hiện của Delila, khán giả đang mong chờ những điều thú vị mà Thanh Duy hay người phụ nữ ẩn bên trong anh mang lại. Có thực lực, ngoại hình và những ý tưởng đột phá thú vị, chắc chắn nam nghệ sĩ sẽ mang đến cho công chúng những điều hấp dẫn phía trước. Hãy cùng chờ đón xem nhé! Phản ứng của sao Việt khi Thanh Duy bị cộng đồng mạng chỉ trích làm lố khi thể hiện tình cảm với Đan Trương Cách đây vài năm, trong số 12 của chương trình Ký ức vui vẻ, đàn Trường xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt. Năm ca sĩ đi về nơi xa là giọng ca đình đám gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X và 9X đời đâu. Gặp lại thần tượng của mình tại đây, Thanh Duy Idol không giữ được bình tĩnh và vô cùng xúc động. Ác quân Việt Nam Idol năm 2018 đã kể lại rành mặt việc sưu tầm hình ảnh thần tượng từ sách báo và thuộc Nam Long để mỗi khi show diễn nào đang trường cần người hát chung anh sẽ giơ tay. Chưa hết Thanh Duy còn kể, mỗi khi anh Bo về quê diễn, 6 giờ anh đã đi mua vé ngồi hàng đầu để cho đến khuya mới xem được đang trường. Những chia sẻ rất chân thật của anh bị một số ý kiến cho rằng nam ca sĩ thể hiện hơi lố. Chứng kiến phải sự chỉ trích của dư luận trên trang cá nhân của mình, Thanh Duy Idol chia sẻ. Mình thần tượng anh đang trường cũng đã hơn 20 năm nay. Bên cạnh đó, mình còn thần tượng chị Mỹ Tâm. Điều này thì ai cũng biết rồi. Lên thời sinh viên thì mình mê chị Lương Bích Hữu. Sau đó thì mình mê chị Như Quỳnh và gần nhất là thêm cô Hoàng Oanh, cô Ái Như. Chưa kể những nghệ sĩ quốc tế như Châu Tấn, mình cũng rất mê. Còn rất rất nhiều những nghệ sĩ tài năng mình rất ngưỡng mộ và xem họ như những quyển sách sống để kính trọng và học tập. Nghệ sĩ mình yêu mến và thần tượng rất nhiều thì điều đó có gì sai sao mọi người? Không lẽ khi gặp người mình yêu mến, mình không được thể hiện điều đó ra và mình cũng thừa nhận rằng bản thân đôi khi cũng thuộc dạng hyper, ruột để ngoài da, có gì nói đó. Mọi người một tính, bạn đâu thể bắt mọi người phải giống bạn được. Có người hướng nội thì cũng có người hướng ngoại và cũng có người ngoài sáng, cũng có người trong tối. Dùng mọi lời lẽ miệt thị nặng nề và cay nghi để tấn công mình cười cợt và làm tổn thương mình mình xin lỗi nếu những hành động hành vi trên sóng truyền hình của mình có thể không vừa mắc một ai đó nhưng mình khẳng định tất cả đều xuất phát từ một tâm hồn vô hại vô tư không tính toán nhưng nếu sẽ hay hơn nếu bạn không thế này bạn không thế kia thì bạn có còn là bạn nữa hay không Người yêu sẽ yêu, người ghét sẽ ghét. Chân lý là thế, nhưng đôi lúc cũng cảm thấy buồn thật buồn. Dưới phần bình luận đang trường bất ngờ vào động viên đàn em, anh Bo không quên nhắn nhủ: Duy à, em cứ biểu hiện cảm xúc như vậy cho anh. Ai không thích không sao, nhưng anh thích là được rồi. Em hãy là em, một chàng trai vui tính và đầy năng lượng. Có bao nhiêu người làm được như em đâu. Không được buồn chuyện vớ vẩn nhé, mãi thương em. Những lời động viên từ thần tượng, Thanh Duy đã lấy lại được tinh thần phấn chấn. Anh ơi, trời ơi, Em vừa tác vô mặt mình ba cái để chắc chắn đây là sự thật, anh buồn bã chia sẻ. Có lẽ chuyện thần tượng một ai đó khi gặp thể hiện sự yêu mến mến mộ là điều rất bình thường. Việc Thanh Duy lên tiếng cũng là điều quá ức chế khi bị nói chỉ trích là làm lố. Sau câu chuyện này, tư dân mạng cũng phải có nhìn nhận rộng hơn, thoáng hơn nữa, đừng nên phán xét điều Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.